Hello tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Đúng rồi, tối nay đi ấy. Tối nay ăn lớp. Thế mồm vừa bảo đây. Thì quên. Vừa nói xong nay sao. Thế mày bảo con ấy biết bố là con này. Mày bảo đi ăn lớp thì. Thì bảo đi lớp nghề. Lớp nghề chia tay đấy. Thế cái hôm mềm và chưa chia tay nữa tại vì không có khác. Chưa đủ người. Địch mẹ tối nay mà không có thì bố mẹ ăn luôn cũng được. Muốn hết. Là mất mì cay sứ. Số số. Gỡ để chia ly để gấp gỡ. Người ta xóa cái em này nhé. Ta phải cái phụ đồ cơ. Vì anh nhớ thương bóng đêm ùa vây. Đành lòng nhìn em quay gót đi mai. Đành lòng nhìn em quay gót đi mãi, anh đừng chết lòng trong mưa. Làm sẽ tiếp tục tô màu nhé. Đây.
Rồi nhắc cho một xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin 15 đăng ký kênh. Hello tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Chứ chứ đi làm gì chứ? Lớp chân chó đi em ghi quá có tí tiền chết quá rồi chín triệu nó khỏe làm đấy 9 triệu đâu bao nhiêu nó có ghi đâu mẹ mình đi vào đi ngấy cơ mà thằng nào con nhà bà rộng ngư đang mà thằng thiên cơ mà mẹ ra bà nó rộng mà quái tiền giờ lại tiền đấy là thằng thép biết cái điều đấy thì nó chuyển cho tôi đấy thằng thép bố là nó chuyển cho thằng thép ô thép chè bị mẹ có gì thì đói để xin vậy là mình rất một trong bây giờ chi tiết được cái món nhạc thôi đi sắp bước rồi. Vậy là mình đã cho màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.